ngày 7 tháng 8, tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay clip khiêu dâm. Phiên tòa được xử kín và tuyên án công khai. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và 5 năm 6 tháng tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc bị cáo Vi bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại. Tháng 10 năm 2023, qua ứng dụng hẹn hò, Vi có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch. Sau đó, Richard nhắn tin đề nghị Vi tìm các bé gái 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ, quay video clip khiêu dâm gửi cho Richard. Đổi lại ông ta sẽ cho Vi tiền. Tối ngày 3 tháng 4, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi, quận 1 dụ hai chị em cháu TM và TL, 3 tuổi, đi ăn kem, rồi dẫn đến một căn hộ ở chung cư Sài Gòn Bơn, phường 22, quận Bình Thạnh, do Richard thuê. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, khi ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Ngày 8 tháng 4, lực lượng chức năng ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé.